Sau 45 ngày làm nhiệm vụ tại các địa phương, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, Tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý gần 6.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong số các trường hợp vi phạm có 46 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra. Cảnh sát cũng xác nhận 232 trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an để tiếp tục gửi thông báo vi phạm nồng độ cồn của cán bộ công chức đến cơ quan chủ quản xử lý trong thời gian tới.